Thứ nhất nè, đây là đường thẳng, thì từ đây tới đây nó liên tục, được chưa? Thấy nó có bị đứt không? Không, từ đây tới đây nó liên tục. Đây là đường thẳng, thì từ đây tới đây nó liên tục. Thấy tại x bằng 2 không? Ở đây tại x bằng 2 thì cái đường này nè thì y bằng mấy? Tiếp, tại x bằng 2 không thì cái đường này nè y đã bằng mấy? -1 đâu, -1 đâu mà -1, -4, được chưa? Rồi bắt đầu nhìn vô đề bài nè, nhìn vô cái hỏi hàm số liên tục tại x bằng 2. Muốn hàm số liên tục tại bằng 2 thì liêm bên trái của nó phải bằng liêm bên phải. Liêm bên trái là nhỏ hơn 2, có phải từ đây không? Từ đây qua đây không? Nè, thấy 2 đây đúng không? X 2 đây à, nhỏ hơn 2 chiếu tới đây nó đây. X nhỏ không? Nhỏ hơn 2. Thì y bằng mấy? Hiểu. Tiếp tục. Liêm bên phải của số 2 là lớn hơn 2 nè, lớn 2 là từ đây qua đây đúng không? Thì y tới 2. Thì y bằng mấy? Hai thằng này có bằng nhau không? Không, vậy cho thấy nó không liên tục tại phải x bằng 2. Hiểu. Và hai thằng này có đúng không? Sai. Liêm bên phải của nó ra mấy? 2. Liêm bên trái của nó ra mấy? -4. Hiểu, cái này sai. Cái này có liên tục không? Không, sai. Cái này có đạo hàm không? Nãy mới nói rồi, liêm bên trái của nó ra trừ mấy? -4. Liêm bên phải của nó ra mấy? 2. Vậy không tồn tại liêm. Nhưng ở chỗ này cũng có một câu D, hàm số không xác định tại 2. Không, xem coi nó có xác định tại 2 không? Tại 2 thằng này có giá trị không? Tại 2 thằng này có giá trị không? Vậy có xác định không? Có xác định nha, đừng có hiểu lầm liên tục với xác định nha. Chọn câu C.